Chào các bạn nha, chúng mình có trả kênh Đặng Tín Audio nha. Tiếp tục có video. Thì hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ giới thiệu các bác về cái dòng mic bãi Riacac L3300, nó có giới thiệu quá rồi. Đây thì số lượng có rất ít thôi, chúng ta làm nhanh tay nha. Dòng mic thương hiệu của Mỹ Riacac L3300 hàng bãi xịn nha. Đây, chúng ta có đây những bộ mic bãi xịn luôn. Riacac L3300 còn rất đẹp như này. Tất cả dòng mic này bao zin, bao đẹp cho các bác luôn. Riacac thực sự cái dòng mic nhà bác làm tất cả sự kiện chuyên nghiệp, sự kiện lớn luôn, dùng gia đình và làm kéo kéo thì quá đẳng cấp rồi. Con này mới đập hộp nó hơn 7 triệu một bộ nhá, nhưng giá hàng bãi sẽ cực kỳ tốt. Một thương hiệu rất lớn đến từ Mỹ, Riacac L3300. Có theo dõi video và ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like nhá. Rồi sẽ quay qua đằng sau bác chút này. Thì đằng sau đây, giác nguồn này, giác 6 ly này và hai bên giác cơ lông để bác làm sự kiện này. Đây giác cơ lông này. Và đúng to nhỏ nó sẽ nằm đằng sau này. Đối dòng Riacac thì mình đúng to nhỏ sẽ nằm sau. Anten là anten zin luôn nha. Đấy, anten zin của Riacac. Và cho bác xem qua cái ruột ga lại các đầu thu của Riacac này. Nó rất đẳng cấp luôn. Em chỉ nói một điều là dòng mic Riacac này rất đẳng cấp. Đây. Quá đẹp luôn. Có nhìn thấy đây. Hàng xịn chính hãng nha. Tất cả hàng zin bao xịn chính hãng. Thế chất lượng của nó đây. Còn thực sự em nói luôn này, cái riêng dòng mic này không hay, không lấy tiền luôn. Em dám thì đó là một điều không hay, em không lấy tiền. Riêng dòng Riacac này rất đẹp nhá. Và số lượng về em không có nhiều đâu. Thực sự cái dòng mic này em gần như về đâu là hết sạch cái đấy. Hàng về đâu là hết sạch cái đấy, không có nhiều đâu. Nhưng mà thực sự mua sở hữu thì hết sức nhanh tay, rất đẹp luôn. Rồi cho bác xem qua cái tai mic màu vàng gold. Đẹp chưa? Xứng đáng đầu tiền chưa? Xứng đáng đầu tiền và gạo tạo đầy đủ chống lăn quá nhá. Đây. Mic Riacac còn rất rất đẹp luôn. Các bác ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like nhá. Hay là em một like và nhấn đăng kênh đổi cho em nhá. Rất đẹp luôn. Và số lượng em nhắc lại, số lượng em về không có nhiều đâu. Dòng mic Riacac này về số lượng không có nhiều. Và em báo giá luôn nhá. Giá là 2.800.000 một bộ em ship. 2.800.000 bộ của em ship nhá. Mic này em bao tất cả làm sự kiện lớn nhỏ dùng gia đình. Sự kiện con này thì quá đẳng cấp rồi. 2.800.000 mic này, củ mic Riacac xịn nhau. 2.800.000 bộ mic Riacac này rất đẹp luôn. Được chưa? 2.800.000 bộ bao ship nhá. Bảo hành của dòng mic này 6 tháng. Tay rất đẹp luôn, Riacac. Xứng đáng đồng tiền chưa? Rất xứng đáng đồng tiền luôn. 2.800.000 bộ mic Riacac thương hiệu của Mỹ này nha. Bác nào chốt thì nhanh tay hẹn cho em, có số điện thoại cho em. Đấy. Đây là cơ hội cho bác nào muốn sở hữu thì nhanh tay. Không có nhiều đâu. Riacac 3.300. 2.800.000 một bộ em ship. Đây sẽ alo quang cái mic nó nghe nhá. Đi một hai, đi sáu bảy, lần một hai ba bốn năm sáu bảy, lần một hai. 2.800.000 bộ nhá, người ta qua một đoạn nhá. Lần một hai, đi sáu bảy, hai một hai, đi học. Một hai một hai một hai một hai đi học đi thuyền xa sông thuyền nhìn xa biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông đậm nồng nhiên là vẫn đợi thuyền như bên sẽ quay về. Em đi về bên anh đừng lo, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho mình buồn đau nề sẽ vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội mình đi tận là ngay sông thuyền vì chung một bên đó để hai em họ em một thế một lần năm sáu bảy lên. Thank you.
rồi, chiếc hàng đấy, còn lại 0916 97888 nhá. Xin chào các anh nha.